lên thứ nhất, thứ ba và thứ năm nha. Thứ hai này để trống nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ cho màu vào nha. Màu, màu thực phẩm. Đây là màu gì ta? Màu đâu? Đúng rồi. Rồi. Đây, ta sẽ nhỏ vào ly nước này nha. Hai ly này mình để trống nha. Rồi, con nhỏ vào ly nước này nha. Cái này mình sẽ đổ nước cho con. Rồi, đổ ra. Mẹ lấy cái muỗng cho con thấy lên nha. Con mời cẩn thận cái chị đổ nha con. Còn màu đen nữa nè mẹ cho con. Màu này nè. Nước nó sẽ dạo chơi như thế nào nha. Màu nó đi không coi, nó đi lên được tới đây rồi nè, màu đỏ lên tới đây, màu vàng, màu xanh qua tới đây luôn rồi. Này. Màu cam. Màu này. Màu vàng. Màu này. Màu green. Màu này. Màu blue. Này quá, con nhớ hồi qua là hai cái này là trống không? Mà nước nó theo cái miếng khăn giấy này nó qua đây nè. Đây qua này, khi màu vàng với lại màu xanh dương lặp lại thì nó sẽ tạo thành màu green. Màu vàng gặp với màu đỏ thì nó sẽ tạo thành màu màu này nè, là màu màu cam. Màu cam đúng rồi. Rồi thôi tạm biệt các bạn đi. Thôi tạm biệt các bạn đi. Thôi tạm biệt các bạn. Chúc các bạn chơi vui vẻ, hẹn gặp lại lần sau.